Rồi đối tượng khách hàng thứ ba là gì? Khách hàng cũ tức là sao? À, khách hàng cũ tức là họ đã từng mua bán với mình, từng làm ăn với mình nhưng mà họ dần mình hoặc là họ chuyển qua một cái đối thủ khác, đúng không? Đúng không ạ? Rồi đối với khách hàng cũ thì các anh nhìn kỹ như này đi, đã làm vậy đó, nhìn kỹ xem nào, tìm hiểu xem là ông này cũng đã từng giao dịch với mình như thế nào và đã có cái problem gì, có vấn đề gì mà khiến cho ông này ông dần ông không xài dịch vụ của mình nữa, hoặc là ông chuyển qua đối thủ, hoặc là chẳng có vấn đề gì cả nhưng mà ông chuyển qua đối thủ thôi, thì mình gọi điện đúng không? Thì chuẩn bị tiếp cận kịch bản phù hợp, chuẩn bị sau đó tiếp đến mình chuẩn bị kịch bản tiếp cận phù hợp, tức là trường hợp khách không có khiếu nại gì, không có vấn đề gì xảy ra, tức là họ chỉ đơn giản là chuyển qua nhà cung cấp khác, mình gọi điện hỏi thăm về cái sản phẩm cũ, đúng không? Em chào anh Sơn, em xin phép hỏi thăm thử là cái căn nhà mà anh chị mua từ tháng 5 2017 ấy, hiện nay thì đang như thế nào, và hiện nay anh có đang còn tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực bất động sản không ạ? Đúng không ạ? Ồ, anh vẫn đang đầu tư rất là nhiều ạ. Ồ, vậy mà em không, tụi em không được biết để phục vụ anh, đúng không? Như vậy em xin anh một cuộc hẹn được hay không? Tức là gì? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người ta giận mình, đúng không? Xong người ta mắng mình, nói tụi em bán hàng nhưng mà tụi em cung cấp sản phẩm nó không đúng như cái hợp đồng ban đầu, nên là anh không thích nữa, đúng không? Xong mình nói cái vấn đề nào mà mình có thể xử lý được. À, ví dụ như ông nói là, ôi nhà anh cái hệ thống ống nước bây giờ nó thấm tầm luôn mà, xong là mình phải hỏi lại là nếu mà thấm như vậy công ty mình có giải quyết được không? Công ty mình giải quyết được thì mình quay lại mình chăm sóc cho người ta, giải quyết vấn đề cho người ta, đúng không? Đúng, mình giới thiệu, mình giới thiệu cho họ, đúng không ạ? Dạ anh ơi, bên này em có một cái đơn vị, tụi em có một số đơn vị rất là uy tín giải quyết vấn đề này, chi phí rất là rẻ, em xin phép là kết nối để cho anh xử lý. Thì đó là một cách, tức là sao? Mình xem vấn đề của họ là vấn đề của ai, vấn đề của mình, và mình giúp họ giải quyết vấn đề. Như vậy sau khi mà mình giải quyết vấn đề đó cho họ thì họ sẽ làm như thế nào? Họ thấy như nào? Họ thấy mình là gì? Đồng minh. Họ thấy mình là bạn bè, họ thấy mình là chú đáo, họ quý mến mình. Và sau đó ngược lại họ sẽ xem cái việc của mình là việc của họ. Việc của mình là gì? Việc của mình là gì? Bán, bán thêm, đúng không? Người ta sẽ giới thiệu khách hàng cho mình. Người ta sẽ sử dụng các uy tín của mình để họ giới thiệu cho người khác. Rồi, giai đoạn trước khi tiếp tục. Đến khi mà mình tiếp cận khách hàng thì mình sẽ làm gì? Hỏi thăm, thành thực xin lỗi vì những trải nghiệm không mong muốn. Mình thành thực á. Dạ đúng là bên công ty em trước đây có sản phẩm nó có những cái vậy, thì rất là mong anh thông cảm, và em cũng cảm thấy rất là gì, đồng cảm với cái bức xúc của anh, đúng không ạ? Rồi, rồi bây giờ gì, giải thích hoặc giải quyết vấn đề khúc mắc nếu khách hàng cho cơ hội và chúng ta có thể giải quyết, đúng không? Nhiều khi chúng ta có thể giải quyết cho họ không cho thôi, tụi anh không làm việc với tụi em nữa, đúng không? Thì lúc đó mình làm gì? Như vậy mình rất là xin lỗi, rất là tiếc, đúng không? Đề xuất thương lượng trình bày sản phẩm mới, nếu như họ chấp nhận nghe tiếp, đúng không? Đề xuất thương lượng giải quyết cái vấn đề cũ và trình bày luôn cái sản phẩm mới, đúng không? Hiện nay bên em đang có tranh thủ, bên này em xin phép mời anh sang xem nhà mẫu, anh dành cho em thời gian nhé, đúng không? Thì như vậy là gì? Mình sẽ chăm sóc cái này. Nhưng mà dĩ nhiên là chăm sóc khách hàng cũ nó có đơn giản không? Khó, đúng không? Rất khó. Rồi,